Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái giống cây ăn quả mới lạ đang được trồng phổ biến ở Việt Nam. Thì đây là cái hoa sầu riêng nha các bạn. Nhưng mà sầu riêng này là sầu riêng nhập của thằng Mã Lai. Sầu riêng Musangkin nha các bạn. Bông rất là to khỏe. Nè. To hơn ngón tay cái luôn nè. Bằng ngón tay cái của mình luôn nè các bạn. Rất là to ha, bông mập mạp, to khỏe và nhiều bông. Thì cây này trồng được vừa hơn 3 năm nha các bạn. Hơn 3 năm để mình đo cái khoảng cách vành của nó. Cái này cũng khoảng trên 40 nha các bạn. Khoảng 4 mấy á, 44 ạ. Tại vì cái gan của mình là hết 2 mấy à, chưa được phân nữa. Thì cây mà cái vành to như thế này thì đủ lực để cho trái nha các bạn. Hơn 2 gang tay là đủ lực để cho trái. Thì hiện tại mình sẽ giữ lại những cái bông này để nuôi trái. Và ăn thử kết quả coi ở Việt Nam mình đã trồng được, đã cho trái được. Và cái độ ngon của nó như thế nào. Mình sẽ cập nhật lại cho các bạn xem ha. Đây là một cái tin vui. Và cũng có một số vườn đã trồng thành công, đã ăn được trái. Nhưng mà theo cái đánh giá thì có một số người thì đánh giá là chưa ngon. Có một số người đánh giá thì ăn rất ngon. Ngon hơn tất cả các loại sầu riêng ở Việt Nam. Ngon hơn những cái loại giống sầu riêng ở Việt Nam. Giống ri sáo cũng thua mà mận thon cũng thua luôn ha. Thì để coi cái kết quả hơn 3 năm. Sầu riêng đã cho trái thì mình coi coi cái kết quả ăn ngon như thế nào hay các bạn. Thì cái giống này mình chia sẻ luôn với các bạn cũng tương đối dễ trồng chứ không có khó ha. Thì trồng cây nó cũng phát triển đều đẹp. Nhưng mà cái lúc thời điểm mà cây con á, chúng ta nên lưu ý là nên che chắn kỹ hơn những loại sầu riêng ở Việt Nam. Tại vì nó không có chịu nắng bằng những cây sầu riêng ở Việt Nam của mình. Lúc cây 1 năm tuổi thì chúng ta nên che chắn hoặc trồng chung với những cây tán lớn để cho cây nó nhanh phát triển. Sau một thời gian 1 năm thì chúng ta mới cho nó ra hứng nắng hoàn toàn nha các bạn. Thì cây nó sẽ nhanh lớn hơn. Thì cái đó là cái lưu ý của sầu riêng Mã Lai. Thì nó cũng còn ra bông rồi nha các bạn. Ở trên mỗi cái nhánh đều nó đều có những cái mắc cua, lúa mắc cua đây cũng rất là nhiều ha, xung quanh nè bông. Thì trong cái giai đoạn này chúng ta có xịt ngừa sâu hoặc là nấm thì chúng ta nên xịt ngừa cái giai đoạn này ha. Còn cái giai đoạn sổ nhụy, lưu ý là giai đoạn sổ nhụy thì chúng ta không có xịt nha các bạn. Sầu riêng Mã Lai cho trái rồi nè. Mình còn một cái miếng vườn nữa. Thì cái miếng vườn đó nó đã đậu được 4 năm trái. Để bữa nào mình có thời gian mình ra cái miếng vườn đó mình quay cho các bạn xem. Tại vì cái miếng vườn đó nó xa quá mình ít có đi. Nó đậu trái rồi nha các bạn. Thì sầu riêng này để mình quay một số cây cho các bạn trong vườn của mình nè. Thì cây nó cũng phát triển đơn giản, nó dễ trồng như những loại sầu riêng khác thôi ha. Khả năng phát triển thì nó cũng tương đối như nhau. Còn cái khả năng cho bông thì mình thấy cũng dễ ha. Cái cây sầu riêng đó là ra hoa tự nhiên nha các bạn, chưa xử lý. Và chỉ có ra hoa tự nhiên một cây thôi. Khi mình tại vì mình cũng chưa muốn để trái, tính để khoảng 4 đến 5 năm mình mới để trái. Nhưng mà cây này thì nó cũng đủ lực cho trái rồi, mình phát hiện trong vườn có hoa, do đó mình cũng tiến hành xử lý các cây còn lại luôn nha các bạn. Thì bữa sau mình sẽ quay clip để chia sẻ với các bạn về cái cách xử lý sầu riêng cho hoa, xử lý để ra hoa như thế nào ha. Sầu riêng Mã Lai ra hoa tự nhiên nha các bạn. Cây hơn 3 năm tuổi, phát triển tán rất là lớn nha. Từ bên đây qua bên đây nè,
khoảng chắc cũng khoảng 5 mét rồi đó các bạn. Rộng lắm. Vành thì trên 40 đã đủ lực cho trái rồi ha. Mình cứ nghĩ là sầu riêng này nó còn chậm trái hơn những loại kia, do đó mình cũng chưa có nôn nóng. Nhưng mà phát hiện nó đã ra hoa rồi, do đó mình sẽ xử lý luôn cho nó ra hoa đậu trái luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.